Nha Trang, thành phố nơi Quỳnh sinh ra và lớn lên đã có nhiều thay đổi. Đến giờ nhìn lại những hình ảnh trên những con đường nơi Quỳnh đã từng trải qua tuổi thơ của mình, dường như Quỳnh không còn nhận ra đó là thành phố mà Quỳnh đã sinh ra, đã trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Mẹ và các cậu dì của Quỳnh đã bảo bọc yêu thương Quỳnh theo cách của họ, lo lắng chăm sóc cho Nấm và Gấu mỗi khi Quỳnh vắng nhà. Mỗi người một việc, đó chính là cách mà cả gia đình Quỳnh yêu thương, bảo bọc nhau. Một trong những người mà Quỳnh nhớ nhất trong thời gian đầu bị bắt đó chính là bà ngoại. Đối với Quỳnh, Quỳnh luôn có mặc cảm tội lỗi. Mỗi khi nhớ lại cảnh bị bắt, nhớ lại ánh mắt, khuôn mặt và tiếng thở dài của bà ngoại. Cả hai lần Quỳnh bị bắt, vào ngày 2 tháng 9 năm 2009 và ngày 10 tháng 10 năm 2016, bà ngoại đều chứng kiến. Và lần nào Quỳnh cũng đọc được trong mắt bà nỗi âu lo lẫn sự cay đắng, xót xa. Bà hỏi đó, công an đánh dữ lắm à. Đánh ai bà? Hả? Đánh ai? Phan Thúy Quỳnh. Năm 2009, lần đầu thấy Quỳnh bị bắt, bà ngoại cứ im lặng rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa. Rồi đột nhiên, bà giục mẹ đi lấy quần áo, chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho Quỳnh mang theo. Bà ngoại bị đột quỵ sau khi hay tin Quỳnh bị chuyển từ Nha Trang ra Thanh Hóa vào đúng dịp Tết Mậu Tuất. Bà ngoại hay lẩm nhẩm, ác gì mà ác dữ vậy trời. Đem nó đi 10 năm đã quá rồi, lại còn đầy nó ra Bắc, làm sao mà sống nổi. Quỳnh hay cãi lời bà ngoại. Mỗi khi thấy bà lo lắng cho Quỳnh, Quỳnh cứ gạt phắt đi, nói bà lo những chuyện không đâu. Quỳnh cằn nhằn, vùng vẫy rồi giận dỗi. Từ khi bị bắt, nhiều đêm nằm trong trại giam, nghĩ lại thấy thật hối tiếc. À, le ngoài miệng nha, trong bụng thương. Bà ngoại Quỳnh một đời khổ vì loạn lạc, phải gồng gánh nuôi 9 người con. Đến khi tuổi già lại nơm nớp lo sợ vì đứa cháu yêu quý của mình sẽ bị đánh đập, bị bỏ đói, bị hành hạ. Quỳnh nghĩ, giống như bao nhiêu người bà khác trên trái đất này, nếu có một đứa cháu như Quỳnh, chắc hẳn lòng bà chưa có phút nào ngừng âu lo. Xin lỗi bà ngoại, vì con đã chọn con đường quá khó khăn này. Nhưng con tin rằng bà ngoại, ông ngoại sẽ hiểu và luôn phù hộ cho con, mẹ con, cho Nấm và cho Gấu. Ăn gì, ăn gì, ăn gì. Cha hả rồi đi kêu chân chạy mua nha. Bà tay mẹ cả tham. Bà nhớ Tí Quỳnh không? Nó có gửi lời là thăm được không? Gửi lời thăm hả bà? Ra ngoài là thăm được không? Họ phải cho thăm không chứ? Dạ. Anh nghe đến bây giờ được về không? Dạ. Anh nghe đến bây giờ được về không? Dạ chắc gần về rồi. Dạ đó. Dạ. Mỗi việc gì mà lâu dữ trời. Nó bắt đi lành với tôi á. Tôi nói là bà 4 tháng này, con 4 tháng nè. Dạ. Em cũng đang nói 4 năm. Thành là đáng là nhiều người cũng thương hả? Thì mình nói dễ thương hả? Ai cũng thương hết trơn. Không biết đến người ngoài sao chứ. Hơn một năm rồi chứ.
Bà nhớ luôn hả? Hả? Bà nhớ luôn hả? Một năm mới. Bà có muốn đi thăm Quỳnh không? Muốn gửi mình thăm. Muốn mặt thấy một cháu lớn. Còn nhỏ dễ thương. Tính dễ thương. Nó ăn cái gì nó cũng nhớ mẹ nó ít. Cho nó tiền họ không có lấy được hả? Thì ai cho bên Mỹ cho đồng nào thì đưa cho mẹ nó. Mẹ đưa cho cháu. Mẹ ở nhà mẹ ăn sung sướng lắm. Ăn không no nữa. Đại khái thì toàn câu xã giao. Những giây phút cuối đời, mọi người phải thường xuyên nói chuyện với bà ngoại và nhắc cho bà ngoại nhớ là Quỳnh sẽ không về được. Mong bà đừng đợi Quỳnh. Quỳnh là đứa cháu thứ ba, được sinh ra trong đại gia đình có 9 người con của ông bà ngoại. Nhưng Quỳnh may mắn hơn hai chị gái con của bác Quỳnh là Quỳnh được ở với bà ngoại từ nhỏ đến lớn. Nấm và Khấu cũng là hai đứa cháu cưng trong số những đứa cháu của bà. Bánh đừng bỏ vô, bánh bể sao bạn đi. Trời ơi, cho cháu. Cho gấu về. À, để cho gấu về hả? Cháu bán đi. Không, có gì rồi. Chỉ dành cho gấu. Cháu cây đúng không? Vậy hả? Dành cho nấm. Cuộc đời của bà ngoại Quỳnh, của mẹ Quỳnh cũng như nhiều người phụ nữ khác rồi sẽ trải qua những giây phút lo lắng, phập phòng chờ đợi bởi những đứa con, đứa cháu có những quyết định lựa chọn dấn thân như Quỳnh. Nhìn những hình ảnh cuối đời của bà mà Quỳnh đã bỏ lỡ trong suốt thời gian xa nhà, Quỳnh biết sự yêu thương là sợi dây níu giữ con người ta với những giá trị tốt đẹp để từ đó biết mình phải phấn đấu, phải dấn thân cho những gì trong tương lai. Bà ngoại sẽ là một phần ký ức không bao giờ có thể xóa nhòa của Quỳnh và tất cả các thành viên khác trong đại gia đình.